Hello anh em nhá, chào anh em, lại là em đây. Xin chào 5.000 anh em trên Facebook và 2.000 hơn 2.000 anh em trên TikTok. Hôm nay em lại lên cho anh em một cái mẫu giày 361, một thương hiệu nói chung là cũng là đình đám trong cái thị trường Việt Nam và thị trường Trung Quốc nói chung. Thì mẫu này nó là dòng training chứ không phải running, dòng thể thao nhé. Dòng này dành cho các loại huấn luyện viên nhé. Đế thì bám dính cực kỳ là xịn xò luôn nhé, chống trơn trượt. Đấy, dòng này chạy bộ cũng được nhé anh em nhé, sắc nét, màu sắc thì tinh tế, phối đồ thì rất màu đen, thì nói với anh em là rất dễ phối đồ, mặc cái quần nào được, áo gì cũng được, rất dễ phối đồ, ngoại siêu êm. Anh em nhìn cái lưỡi gà nó này, lưỡi gà sau này rất là dày nhá, đây lưỡi gà trước đây, và đặc biệt là cái đế của nó dày lắm, đi rất là êm. Cái lót đế này, đây là độc lót này, lót đế giờ khoảng 3 mm và đế rơi vào tầm khoảng 3 cm nhé, 2-3 cm. Thì mẫu này như em trước full size nhưng hiện tại giờ chỉ còn lẻ vài đôi size 41 thôi, 40, lộ size 40. Thì anh em quan tâm thì cứ để lại cho em một cái bình luận. Nếu mà anh em có thể đăng ký hoặc follow kênh thì để ủng hộ em trong các sản phẩm trong tương lai. Em sẽ lên nhiều sản phẩm mới, hàng mới về em sẽ lên. Anh em còn quan tâm cần hỗ trợ trực tiếp thì có thể vào nhóm để em hỗ trợ nó chi tiết hơn, tư vấn size sủng các mẫu mã order và mẫu sẵn nhà em. Anh em chi tiết ở dưới link cho mô tả video nhé. Ok, cảm ơn anh em.